Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Và tập trước thì mình có chế tạo cho bé rồng Terra nè, cũng như là rồng nước một bộ giáp rồng kim cương. Thế nhưng rồng lá thì vẫn chưa có bộ giáp á. Thế nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ gán nhính ra một số kim cương mà mình đang có trong rương nè. Ở đây chỉ có 15 thôi hả? Để coi nào. Nén được một khối. Vậy là mình còn thiếu thêm hai khối kim cương nữa. Và trong rương này thì mình có một cái giáp ngựa kim cương. Với một cái giáp ngựa này thì mình có thể nung ra và tạo ra được tới 8 viên kim cương lận á. Khá là nhiều. Và trong rương này thì còn rất là nhiều những cái vũ khí, dụng cụ và áo giáp kim cương mình không cần đến. Thế nên mình sẽ nung bớt ra để có thêm kim cương và chế tạo áo giáp kim cương cho bé rồng nha. Nó được 8 viên rồi nè, rất là đơn giản luôn. Mình sẽ bắt đầu nén tiếp thêm một lần nữa. Và chỉ cần nấu khoảng một cái này nữa là mình đã có đủ 3 khối kim cương rồi. Giờ thì để dành thêm 3 viên kim cương nữa thôi là mình làm luôn cái bộ giáp rồng kim cương cho bé rồng lá nha. Đây, đặt theo công thức giống như vậy nè. Nó như là mình đã có được một cái giáp rồng kim cương và hai cái áo giáp này sẵn tiện còn lửa mình sẽ nung ra luôn nha, để có thêm kim cương và sử dụng trong thời gian sắp tới nữa. Ê, để coi cái quần nung được bao nhiêu viên ta. Cái quần nung được có 3 à. Thôi đi, nung áo đi cho nó nhiều. Cắt bớt cái quần này đi, nung cái áo này nhá. Và ngoài ra mình có nung mấy cái thịt con nhảy tưng tưng ở vùng sa mạc hôm trước á mà vẫn chưa ăn nè. Hôm nay mình sẽ lấy ra ăn thử luôn. Và giờ mình sẽ ăn cho bạn xem nhá. Ăn vô rất là hay. Đó, các bạn thấy tốc độ 3 không? Ăn vô là chạy siêu nhanh giống như nó luôn á. Và cái này nó chỉ duy trì được có mười mấy giây thôi à, nên nó cũng khá là tiện cho mình á. Rồi tạm thời thì mình sẽ cất bớt một viên kim cương vô trong nè. Thức ăn thì mình sẽ cho vô ba lô để chuẩn bị đi khám phá. Giáp rồng kim cương mình sẽ kết hợp thêm với cái yên cưỡi để có thể cưỡi được bé rồng kim cương, bé rồng lá luôn nhá. Đây, trang bị yên cưỡi nè, giáp rồng kim cương. Ba lô thì không cần, cái rương thì không cần cũng được, tại vì mình có cái ba lô rồi. Và mấy bé sói ở nhà đã khá là lâu rồi đó, chưa có trang bị áo giáp đúng không? Hôm nay sẵn tiện còn dư hai cái áo giáp giáp sói kim cương nè, mình sẽ trang bị luôn, trang bị cho em này nữa. Và chắc mình sẽ cho mấy em ấy sinh ra baby luôn đi. Để coi coi mình có thịt không. Đây mình có thịt nè, ăn thịt heo cho nó xịn. Ăn vô. Ăn vô rồi rồi rồi, chuẩn bị đẻ con nha. Ta-da. Chó sói con á, dễ thương cực luôn. Không biết có chó sói con hình như chó sói con thì mình không có cho mặc giáp được các bạn ơi. Nhưng mà khi nào lớn thì chắc chắn mình sẽ trang bị cho chó sói con á một bộ giáp sói kim cương luôn nhá. Và bây giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị đồ để bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay thôi. Đầu tiên á thì mình sẽ lấy một cái quả trứng rồng băng hôm trước mà mình nhặt được ở vùng băng giá. Đây nè, một quả trứng rồng băng, cũng như là lấy một cây kéo kim cương. Tại vì mình muốn làm hai công việc. Thứ nhất á là ấp quả trứng rồng băng này chuyển hệ sang rồng mặt trời nhá. Tại vì bây giờ mình vẫn chưa có bé rồng mà nguyên tố nào thuộc hệ mặt trời hết các bạn ơi. Cũng như là mình sẽ cắt thêm vải của rồng lửa để chế tạo một bộ giáp rồng lửa nguyên tố nhá. À mà khoan. Rồng lửa mình cho vô cái amulet mất tiêu rồi, để mình lấy ra cái đã. Vì trong đêm trăng máu mình không muốn mấy bé rồng ở bên ngoài ấy, sợ bị mấy con quái kia tấn công nhiều quá rồi lại hy sinh nữa. Rồi tạm thời thì cho bé rồng lửa ra ngoài và cắt vải thôi. Mình được 2 hả? Ở trong nhà như còn mười mấy cái nữa. Chỉ cần khoảng 24 thôi là mình làm được một bộ giáp rồng lửa rồi. Đây nè, trong nhà còn 14 thì là mình được 16. Cứ khoảng 1-2 phút mình lại mình cắt một lần là một xíu là có được bộ giáp hả? Còn để ấp được rồng băng chuyển sang rồng mặt trời á, thì mình cần phải ấp một nơi thiệt là cao kìa. Hay là mình ấp từ nóc nhà mình ta. Cũng được á, nhưng mà phải chịu khó trồng block lên cao nữa. Mình coi coi mình có rất là nhiều đá cội. Để bây giờ thì mình sẽ đi lên chỗ cao nhất của ngôi nhà mình nhá. Không biết có đường nào trèo lên nóc nhà không nữa. Tại vì hôm rồi mình chỉ mới đi lên cái ban công thôi, chưa có để ý là có đường nào lên nóc nhà không á. Ý, gì đây? Hình như chưa cho rồng lửa ngồi xuống thì phải á. Ủa, ngồi xuống rồi mà sao dịch chuyển thanh làm gì? Chắc mình cho vô amulet luôn đi các bạn ơi, để cho an toàn, để dịch chuyển theo mình thì nhiều khi mình không bảo vệ được. Và trong này hơi tối hả ta? Ba lô thì mình để dưới nhà rồi. Giờ tìm cách trèo lên trên nè. Cẩn thận, cẩn thận. Hay là mình triệu hồi bé rồng ra ta. Được á. Nè, triệu hồi bé rồng ra mình lên trên được rồi. Ồ, hay nha. Và, ây da, mình sẽ trèo lên nơi cao nhất ở chỗ này. Trèo lên. Cao một xíu nữa.
Rồi từ đây á, mình sẽ bắt đầu trồng block lên. Ở đây các bạn thấy tầm nhìn rất là thu hẹp đúng không? Vì nó đang ở trên cao á, thế nên chịu khó trồng block lên cao một xíu nữa thì chắc sẽ up được. Và mình sẽ lên khoảng tầng, hiện tại là tầng thứ 161 rồi, lên khoảng tầng 165 đi. Đó, và mình sẽ bắt đầu làm cái phần sàn nhá. Đây, mở rộng phần sàn ra. Mắt mình đang bị mờ vì khát nước nên mình sẽ uống một miếng nước. Và đằng kia có một cái tên thằng gió màu hồng. cà khịa nó. Cà khịa nè. Ý, bắn ngục rồi, bắn. Ui. Bị té. Mình bất cẩn quá, để bị té mất tiêu rồi. Đây, mình sẽ trồng block lên trên lại nhá, không sao hết. Có cách lên hết hà. Rồi, làm block kiểu cầu thang vậy để đi lên. Giờ sao trèo lên trên phát một ta. Thôi bắt block gì cho chắc cứu các mọi người, để không thôi trượt chân té nữa. Ui, đi mất tiêu rồi. À đây đây, bên đây vẫn còn thằng gió để cà khịa. Có điều thằng gió màu hồng kia đi spawn mất tiêu rồi. Tắt bớt mấy cái điểm đi để chị dễ quan sát hơn. Ui, ủa? Ủa, hình như lên cao thì mình sẽ bị lạnh các bạn ơi. Nè, mình đang bị lạnh nè. Vậy thôi, mình sẽ ấp trứng rồng nhanh nhanh đi, rồi mình ngồi, mình đi xuống dưới nữa. Trên đây một hồi chết cống mất. Đây, đặt quả trứng rồng nè, chạm vào một cái. Cái gì vậy? Ui, chết rồi, quả trứng bị gì rồi? Ủa? À, được rồi. Ừ? Có sao không vậy? Ơ, trứng đồng băng không up được trên này hả? Hy vọng là up được nha, trời ơi. Quả trứng đồng băng sao giờ nó thành cái khối gì tím riệm rồi. Để mình đặt ở đây một cái điểm trước rồi đã. Lượng màu vàng luôn. Và đi xuống dưới thôi các bạn ơi. Cho ăn nè. Ui, quả trứng mà cũng biết đói nữa. Hy vọng là mình sẽ có thể chuyển được hệ nhá. Biết quả trứng có bị gì không nữa ta? Đó, các bạn có thấy kỳ lạ không? Lần đầu mình gặp tình trạng này luôn á. Rồi, giờ thì đi xuống dưới này thôi. Mình sẽ làm một pha nhảy xuống dưới và đáp lên người bé đồng nè. Piu. Búp. Ui. mày quá, không sao. Giờ thì chắc mình sẽ vô trong để tránh lạnh một xíu các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm tiếp công việc trong ngày hôm nay nhá. Chứ giờ thì lạnh quá trời rồi. Nãy giờ ngồi gần cái lửa trại thì mình cũng ấm ấm lên rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt vải rồng tiếp nha. Hiện tại thì mình chỉ mới có 19 thôi đúng không? Mình sẽ cắt một lần. Được 23 rồi. 23 là gần được một bộ giáp rồi đó. Để bây giờ tạm thời mình sẽ chế tạo trước đi. Đầu tiên là cái nón, một món mình thích nhất nè. Đó. Kế tiếp là cái áo. Cái đến là một cái quần đi. Và mình chỉ còn thiếu một cái vải rồng nữa để làm được một cái đôi ủng rồng lửa. Vậy là mình đã có được một cái set đồ rồng lửa rồi á. Và set đồ rồng lửa thì sẽ cho mình khả năng kháng lửa. Như vậy thì mình đánh nhau với con rồng hoang dã sẽ không cần phải mang theo thuốc cũng được. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành xong cái set đồ này. Thế nên mình sẽ đi lên tầng trên á. Và tạm thời giữ lại cái set đồ rồng Gray làm kỷ niệm nhá. Mình không xài nhưng mà vẫn phải giữ lại các bạn ơi. Để có gì còn có cái mà nhìn lại chứ. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu treo set đồ này lên. Xác set đồ rồng băng nè. Chỉ có set đồ rồng rồng ray là full thôi. Còn rồng băng thì thiếu cái ổn. Còn rồng lá mất tiêu cái nón rồi. Và sắp tới cái căn phòng này mình sẽ cố gắng lắp đầy bằng những bộ giáp mà mình chế tạo ra được nha. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục đi xuống dưới và làm tiếp công việc trong ngày hôm nay thôi. Để coi nào. Cái set đồ này mình vẫn chưa enchant lên á. Và chất lượng của nó thì... Ui, cái áo bị giảm tốc độ nè. Để mình sửa nhẹ lên cái nhá. Còn enchant thì khi nào mình có thêm kinh nghiệm thì mới enchant được. Rồi, lấy cái áo ra và đập nhẹ cái nè. Vẫn bị giảm tốc độ. Mấy trong đây á, mấy món đồ rồng đồ á thì nó rất là dễ ra cái dòng giảm tốc độ luôn các bạn ơi. Không tốt tí nào hết trơn á. Đã chạy không có nhanh rồi mà còn giảm tốc độ nữa thì có nước quái quấn chạy không kịp luôn á. Rồi giờ thì có thêm 3 cái vải. Mình quyết tâm là phải sửa được cái chất lượng cho nó tốt hơn mới chịu á. Rồi đập một cái nè. Lại trừ tốc độ. Cộng tốc độ nào. Lại trừ nữa. Cái cuối cùng nè. Cộng tốc độ. Lần này không cộng tốc độ nhưng mà cộng thêm cái giáp phép thuật thì vẫn ổn. Và khi mặc full set đồ này thì mình không bị trừ bất cứ cái gì luôn á. Vậy là set đồ này tạm gọi là ổn á các bạn ơi.
Trong ngày hôm nay mình dự định sẽ đánh thêm một con boss nữa, cũng là một cái con boss mình có thể triệu hồi cuối cùng ở trên cái mặt đất á. Nhưng mà trước khi đánh được con boss thì mình cần phải có sao nader cơ. Nên bây giờ thì mình sẽ lấy một ít cái cát linh hồn, đào weeder và đi xuống hang đi. Hổm rài đánh toàn là đánh ở trên mặt đất không á, nên đánh nó hơi lâu. Giờ thì xuống cái chỗ đào mỏ nè. Nó sẽ triệu hồi ngay đây thì mình nghĩ đánh nó sẽ nhanh hơn thôi. Và mình sẽ đi lên chỗ nào ta? Đánh trong khu mỏ luôn cho nó máu. Rồi, triệu hồi ngay đây nhá. Hy vọng là đủ đồ cao. 1, 2, 3, 4. Đập cái này ra, cũng như là cái này, và gắn lên mấy cái đầu thôi. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Rồi. Mình sẽ đánh con này để mình sẽ thử thách nha. Sẽ tiêu diệt con này trong 10 giây coi có được không nha các bạn. 10 giây có vẻ hơi nhanh đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi, lên đỏ trước, lên đỏ trước. Đánh lẻ, đánh lẻ, đánh lẻ. Đánh lẻ, đánh lẻ, đánh lẻ. 10 giây, 10 giây thôi, 10 giây thôi. Không biết có kịp không nữa. Cố lên, cố lên. Ui, làm được, mình làm được rồi, mình làm được rồi. Mình đếm nhẩm mình chắc cũng tầm 10 giây các bạn ơi. Như vậy thì đánh mấy con boss kiểu vậy á, tốt nhất mình nên chui xuống hang cơ. Hôm nay mình đánh trên mặt đất hàng gì đánh á, vừa mất nhiều máu mà vừa mất thời gian nữa. Rồi, và mình sẽ bắt đầu mang cái sao nether này lên trên thôi. Có thêm quá trời cái hết crystal sát nè. Cái này thì chỉ có thể làm được cái trái tim thôi chứ không có công thức gì khác á. Rồi, tạm thời thì lên trên trước đi, tính gì tính. Bật mấy điểm này lên. Về nhà cái nè. Sau đó thì tiếp tục chế tạo cái diamond key. Nhưng mà nhắc tới diamond key thì phải cần có kim cương đúng không? Và trong đây thì mình có 8 viên, vẫn chưa đủ. Chỉ mới có một khối để kích hoạt thôi. Để mình nhớ coi nào, cần phải có mười mấy viên nữa. Nhưng mà các bạn đừng lo, tại vì trong này á mình có rất là nhiều cái áo giáp không cần đến nè, cũng như là quần. Thế nên mình sẽ nung hết nó ra để có thêm kim cương và sử dụng nha. Mình có thể bù lại số kim cương nung đã nung bằng cách đi khám phá và đánh mấy con boss trong tòa tháp á. Mấy con đó thì khỏi phải nói rồi, nó rơi ra cực kỳ nhiều những cái viên kim cương, cũng như là trong rương cũng có nữa, nên khỏi phải bàn nhá. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục chia ra và nung cho nó nhanh. Mình sẽ nung thêm cái quần nè, một cái quần nữa và thêm một cái áo. Đó, chỉ ở nhà nung nung thôi mà mình đã có được 8 viên, với cái này 4 nữa là 12. Ở bên đây 3 nữa là 15. Trên này 4 nữa là 19 và cuối cùng là 3 là 22. Vậy là mình đã dư sức chế tạo một cái diamond key rồi. Và để chế tạo được diamond key thì mình cần phải có một cái sao laser trước để làm cái chìa khóa linh hồn nhá. Và công thức của nó mình nhớ không lầm là như vậy nè. Đó, và bao bọc lại bằng những viên kim cương thôi. Đó, vậy là được rồi. Còn dư hẳn 7 viên kim cương cơ. Và bây giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị đi đánh luôn thôi. Và mình cần phải có thêm những cái khối hắc diêm thạch nữa. Đây là con boss có thể nói là tốn nhiều hắc diêm thạch nhất luôn á. Và lần này chắc xuống hàng đánh nữa các bạn nhờ. Dưới hàng á thì mình sẽ đánh nhanh hơn, cũng như là dễ dàng đánh nó hơn á, không phải chạy lông nha lông nhông để tìm nó. Và cái mai đâu rồi? Đây, tới cái mai nè. Mình sẽ xây cái hình con boss này trước cái đã. Hồi nãy đánh bên này rồi hả? Giờ đổi hướng qua đây đánh đi. Nhưng bên đây lại có ngã ba nên thôi, qua trở lại chỗ cũ. Và chỗ đó thì nó sẽ to hơn á, nên mình sẽ dễ dàng xây pho tượng con boss hơn. Con mình nhớ coi, con boss này nếu mình nhớ không lầm thì nó sẽ có hình dáng giống như vậy nè. Hai ô ở đây, một khối kim cương ở giữa, tiếp tục là hắc diêm thạch ở phía trên. Hy vọng là mình nhớ đúng, mình sợ mình nhớ nhầm quá à. Rồi, một khối bên đây, một khối bên đây nè. Đúng không ta? Hình như nó hơi bự thì phải á. Ở đây nè. Úi, đặt sai rồi. Hình như mình thiếu hắc diêm thạch rồi đó. Thiếu đúng. À không, đủ. Hy vọng là đúng. Giờ thì thử kích hoạt nhá. Úi, đúng rồi. Con này là Ebon Kako Demon các bạn ơi. Ui, nó bắn ra mấy quả cầu gì kìa. Để mình thử dùng cung coi. Mà quả cầu nó tấn công phần đầu rất là đau. Ây da da da, make it. Chữa thương cái đá. Không ổn mà, cái đà này không chữa kịp à. Không chữa kịp thì đánh nó luôn. Không, ui, tôi toàn tạo ra mấy con đệ nữa. Ồ, mấy con đệ tử nó là những cái đầu biết bay các bạn ơi. Và một hit cuối cùng. Dám hổng sượt. Mà nó rơi ra cái gì nè? Demon Lightning Chart. Cái mấy cái chạc đó hình như mình có thể sử dụng để kiểu như là bắn hay sao á các bạn ơi. Ồ, hình như là phải á, đúng không? 5 trái luôn nè.
Wow, và một cái Demonic Soul Stone, cái này thì mình có thể sử dụng để làm ra một cái tế đàn và triệu hồi boss khủng ở dưới Nether. Đúng rồi, đây là thứ mà mình cần nhất nè. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái công đoạn chuẩn bị để sắp tới mình đánh boss thứ dữ rồi đó. Và bây giờ mình sẽ lọc ra. Ôi, nó còn có nước mắt gas nữa. 5 nước mắt gas là mình có thể triệu hồi được thêm một lần đánh rồng rồi. Wow, tuyệt nha. Một con boss mà rơi ra quá trời thứ cho thời gian sắp tới luôn. Và giờ mình sẽ test thử cái Demon Shard này nhá. Ăn miếng thịt bít tết đi cho nó hồi nhiều thanh thức ăn coi. Uống thêm ngụm nước nè cho đỡ khát. Và test thử thôi. Cái này coi coi có con quái nào không. Ui giờ đi ngang cái chuồng bò mình thấy tiếc tiếc ghê luôn á. Tại vì mình vừa phải trải qua một cái đêm trăng máu á, mình phải cố thủ trong nhà, mấy bé rồng thì mình dắt vô hết rồi, đâu ai bảo vệ chuồng bò đâu. Sáng ra thức dậy cái bò bị ăn thịt hết trơn luôn. Khó chịu thiệt sự á, mấy con quái toàn là dí ăn thịt mấy con bé bò nhà mình hả. Chỗ này sao không ra quái ta. Thường thường mình đứng gần đây mấy con quái nó ưa xuất hiện, nó cà khịa mình lắm luôn á. Mà hôm nay tốt dữ. Để giờ mình sẽ đứng đây một lúc coi coi quái nó có xuất hiện không nhá. Đợi một lúc mà chả thấy quái xuất hiện gì đâu các bạn ơi. Nên thôi giờ thì mình sẽ cởi một bé rồng lên trên kia kiểm tra coi rồng băng á, trứng rồng băng đã chuyển thành trứng rồng mặt trời chưa nhá. Hy vọng là được. Tại vì mình thấy quả trứng bị gì á, tự nhiên nó lại tím rịm hết trơn à. Nè vẫn còn tím nè. Không hiểu luôn á. Hay là tại vùng này lạnh quá rồi không ấp được. Ui, tính ra bây giờ rồng mặt trời khó khá là khó để ấp á các bạn ơi. Chắc mình phải đổi biome thôi. Biome lạnh chắc ấp không được rồi. Ui, đã vậy mình còn đang bị sốc nhiệt nè. Chưa 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 về sưởi ấm xíu rồng lửa thôi. Chứ anh đi một hồi anh chết cống anh rớt ngại luôn á. Rồi, em ở đây đi, vô nhà mình sẽ... Ấy! Mình sẽ vô nhà và sưởi ấm một xíu nha. Và chữa thương luôn đi. Rồi, giờ thì mình sẽ băng bó vết thương lại. Rồi sau đó tìm một vùng ấm áp và mình sẽ ấp trứng rồng băng sang rồng mặt trời nhá. Trong lúc ngồi sưởi ấm á, thì mình chợt nhớ ra trong thời gian giữa hai tập thì mình có đi dẫn mấy bé rồng khám phá một xíu á, và vô tình phát hiện được một nơi rất là đặc biệt nè. Để bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi luôn nhá. Và chỗ đó thì mình có đánh dấu lại theo tên là đây nè, ngôi làng trên đảo. Nghe cái tên là các bạn cũng biết là gì rồi đúng không? Đó chính là một cái ngôi làng nhưng mà nó ở giữa một cái đảo giống như vậy nè. Rất là lạ luôn á. Bên cạnh đó còn có một cái thuyền bị rồng biển tấn công nữa. Có mấy cái quyển sách Enchant mình chưa có nhặt nốt nè. Để giờ mình nhặt thử xem. Multi-shot nè, hại rồi chân đốt với chậm hỏng ba luôn. Hơi bị tốt á nha. Bạn Enchant mình sẽ lượm mang về. Đằng kia là chính là cái con rồng kìa. Ui, hai con rồng. Một con rồng lửa và một con rồng biển. Mình sẽ đánh con rồng lửa thay vì đánh con rồng biển nha. Tại vì con rồng lửa nó rất là mạnh. Ui, thì các bạn thấy chưa, nó nướng luôn cả cái con rồng biển luôn kìa. Nó là một trong những con rất là đáng sợ. Mình không có dẫn em rồng nào heo đó nên thôi. Tốt nhất đừng cà khịa nó một mình chưa chắc đánh lại nó đâu. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào trong ngôi làng khám phá nhá. Ngoài này thì có khoai tây của mấy bác nông dân. Ngoài kia còn có mấy cái đồ bị trôi dạt trên biển kìa. Bác này... Ủa, nhưng mà bác này làm sao mất máu đây? Theo mình đoán chắc là tính nhảy trên kia xuống nước để chơi chứ gì ai về nhảy trúng cái sàn này đúng không? Chắc vậy á. Ủa cái đèn này sao không sáng ta? À, kỳ lạ thiệt á. Đây mình sẽ lắp sáng lại đèn cho mấy bé dân làng nhá. Và đi lên trên coi. Ui cái này thiết kế cầu thang xoắn đi hơi chóng mặt á. Rồi và trên này có mấy anh bảo vệ làng nè. Còn gì nữa không? Ui cái cầu thang cao thiệt sự luôn, đi chóng mấy cả mặt à. Ủa nhưng mà cái này hay nhá. Hình như ở đây có block tàng hình nè các bạn. Ui cái cầu thang nè. Và một bé dân làng ở trên này. Trên này cũng có bác nữa. Và bác này là bác dân làng bị đần á, không có biết học nghề gì luôn, không trao đổi được gì luôn. Bác này thì là bác linh mục rồi. Trên đây thì sao? Có ba loại thuốc. Nhìn trong bóng tối. Ui, mình lượm mang về luôn. Và một cái đe nữa nè, lượm luôn. Bạn Enchant hả? Cái này thử Enchant coi được không? Nhưng mà mình không có đồ để nhét vô thử á. À, nhét được nè. Coi coi... 20 level hả? Mấy bác này chắc tập thành Enchant hay sao á. Mà thôi đi, để cho người ta đi, mình ở nhà mình cũng có bạn chan rồi mà. Có hạt ca cao nhưng mà mình đâu có cây gỗ gừng đâu. Ở trong đây là lò nung thôi. Phía bên này thì lại là một cái đường. Ui ở đây mình có cái view cực kỳ đẹp luôn nè. Mình có thể nhìn xung quanh rồi ngắm biển các kiểu. Ở dưới có mấy cái con kiểu như ốc mượn hồn hay sao á. Bây giờ mình sẽ đi theo cái con đường nguy hiểm này. Lại là một cái cửa.
Ồ, hình như đây là cái chỗ ngủ của mấy bác dân làng nè. Có giường đôi luôn nha. Lại có thêm cửa sổ để nhìn ngắm qua cái khu vực Misa, mấy quả trứng rồng bên kia và có xác. Có đất sét, đất sét thì chắc mình không lấy đâu. Giường thì để cho mấy bác dân làng đi. Không biết trên này là chỗ gì ta? Hình như đây là chỗ cao nhất của ngôi làng á. Hy vọng trên này sẽ có kim cương nha. Ui, lại là một cái con đường đi ra ngoài. Đó, mình thích thích cái kiểu nhà như vậy nè các bạn ơi. Có cái view đẹp như vậy là mình cực kỳ thích luôn á. Đã vậy còn giữa biển nữa. Hơi sợ mấy con rồng biển tấn công rồi. Và chỗ này hình như là chỗ để quan sát xung quanh. Ê, mà khoan, cái này là khối sắt. Tính ra cái ngôi làng này không phải dạng vừa đâu á, cực kỳ giàu nè. Dùng khối sắt để xây dựng luôn. Lượm lượm lượm. Cái gì lượm được thì mình sẽ tranh thủ lượm các bạn ơi. Ở đây còn khối sắt nè, lượm mang về. Ở trên đây nữa. Còn khối nào không ta? Nhìn kỹ nhìn kỹ coi. Mình sợ mình bỏ sót á. Mà thôi kệ đi, chắc bỏ sót một hai khối cũng không sao đâu. Đúng rồi, cái này cứ như là chỗ để mình ngọn hái đăng á các bạn, kiểu kiểu như ngọn hái đăng vậy á. Mình sẽ lắp lại đèn cho mấy bác dân làng nè. Đó, cho sáng sủa đàng hoàng và một cái rương chứa 22 pho sắt nữa. Vậy là ngôi làng này chỉ giàu về sắt thôi chứ không có viên kim cương nào hết. Với lại dân số trong ngôi làng thì cũng ít nữa, chỉ mình thấy leo meo có vài bác à. Chắc tại giữa đảo nên việc sinh sản nó cũng khó khăn. Và giờ thì mình sẽ làm một pha vô mốt nha. Nhảy một phát xuống dưới biển cho các bạn xem. Tranh thủ. Ôi, giờ đang bị lạnh hả ta? Sẽ nhảy lên đây đi, bắt chướng thiệt là xa. Rồi nhảy thôi. Không biết không biết sống không nữa nhưng mà thử thôi. Chuẩn bị nè. Một, hai, ba, nhảy thôi. Nó phải nhảy như mình nè thì mới không sao. Chứ mấy dân làng này nhảy thế nào cũng bị dướng vô cái cột hay là cái phần cầu này bị mất máu á. Rồi và giờ thì chắc mình sẽ vô cái lò sưởi á, để cái lò nung chứ, để mình sưởi ấm một xíu đi. Rồi mình sẽ tiếp tục cái công việc tìm chỗ ấp trứng rồng mặt trời nha các bạn. Ủa, mình nhớ là mình có một vài lọ máu rồng băng á. Ủa đúng không ta? Như đó giờ mình đâu có lấy máu rồng băng lần nào đâu. Chắc mình nhớ nhầm rồi. Sẵn tiện đó thì chắc mình sẽ lấy một vài cái lọ đi để mình lấy máu rồng băng luôn nhá. Đây khoảng hai lọ thôi, không cần lấy nhiều, còn lấy vải nữa. Nỏ thì nhất định phải đem nè. Medkit thì mình còn có một xíu à. Trong nhà mình cũng hết medkit mất tiêu rồi. Chắc ta mình sẽ thay thế medkit. Medkit enchant này mình có thể làm hay sao á, đúng không? Công thức làm nó cũng khá là rườm rà nhưng mà mình nghĩ mình vẫn có thể làm được. Đầu tiên là coi nào, một cái bát súp nè, một ít cái bandage. Bandage giờ mình cũng hết mất tiêu rồi. Trời ơi, lúc mà có thì mình không lượm đâu. Ôi, chỉ cần một thôi hả? Vậy thì lại rẻ quá. Blaster thì mình cũng có nè. Rồi búa địa ngục thì mình cũng có ở dưới cái rương này. Coi cần gì nữa không? Hình như là cần thêm một cái gì nữa. Mình nhớ theo công thức này là mình cần thạch anh, đúng rồi, thạch anh. Thạch anh thì mình có để dành được một mớ trong cái rương. Và giờ thì làm một cái medkit cơ bản trước. Đây công thức của nó giống như vậy nè. Và sau đó thì mình sẽ kết hợp với một trái táo vàng enchant mình còn thừa, với một cái nước mắt gas mà mình có được á trong lúc đánh con boss demonic. Và mình sẽ làm ra một cái medkit enchant giống y như vậy luôn nè, cực kỳ tiện luôn á. Tại vì nó sẽ tăng cái khả năng hồi phục và còn cho thêm cái trái tim vàng giống như khi ăn táo vậy, nên mình rất là hết luôn. Rồi giờ thì mình sẽ gấp bớt những thứ không cần thiết vào rương lại nhá, và dịch chuyển qua cái khu vực của rồng băng luôn thôi. Và mình đã dịch chuyển tới cái hang rồng băng rồi các bạn ơi. Trước khi vô hang rồng thì mình sẽ uống một loại thuốc nhìn trong bóng tối đó, để mình có thể nhìn dễ dàng hơn nè. Và sau đó đập vào bên trong. Ê, đây 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 có đường nè. Đi vô đường này đi. Đây là băng đúng không? Frozen Cobble Stone, đá băng, đá băng. Và đây là một con rồng màu trắng. Bắn lấy nó trước đi, tại vì mấy con này thường nó không để ý lúc mình mới vào. Và đi xuống luôn. Không biết mình có đánh cận chiến lại nó không nữa, nhưng mà mình sẽ thử. Cái gì? Một hit chết queo luôn. Không được, không được rồi. Cái này chắc mình phải cần sự trợ giúp của mấy em rồng nguyên tố rồi. Sẵn tiện đây mình sẽ test thử băng rồng băng với rồng băng xem như thế nào nhá. Thêm một xíu sự tấn công từ em rồng đâu rồi, em rồng lá của mình nữa. Tại vì mình muốn em rồng lá tác chiến trong ngày hôm nay. Để test sức mạnh luôn. Giờ thì trở lại điểm hồi nãy nè. Ngay đây luôn. À, cạp mình á. Mình sẽ triệu hồi mấy em rồng ra đánh tiếp.
Ui buông, buông ta ra, buông ta ra. Ê. Ui nó cứ gấp mình lên hoài luôn á. Một em rồng, hai em rồng, và ba em rồng. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ quấn một ít cái medkit nha, để tăng cái lượng máu lên và cùng nhau chiến đấu với mấy em thôi. Ở trong này nó hơi tối tại vì mình không có mang theo thêm mấy loại thuốc trong bóng tối mọi người. Nhưng mà mình sẽ cố gắng chiến đấu cùng mấy bé bé. Mấy bé rồng, cố lên. Trận chiến 4-1 mình. Mình lại hy sinh rồi. Không được, không được, phải dịch chuyển lại liền. Còn rồng băng này có vẻ khá là khó xơi vì nó có tuyệt chiêu đóng băng á các bạn ơi. Mình không thể nào di chuyển luôn á. Mấy bé rồng chắc cũng bị vậy á. Ủa nhưng mà nó chết hả? Ban đầu mình cứ nghĩ trận chiến này sẽ rất là khó khăn á. Và mấy bé rồng của mình thì vẫn còn nguyên nè, mất con xíu máu hả. Ui bé băng chỉ mất có 50 máu thôi các bạn ơi. Còn bé rồng lửa thì sao? Rồng lửa mình chưa thấy máu nữa. Ui rồng lửa mất có 5 máu. Rồng lá thì mất 7 máu. Tính ra chỉ có mấy rồng băng là ít chiến đấu đó, nên kinh nghiệm chiến đấu còn yếu nên bị tấn công khá là nhiều. Và giờ tụi mình sẽ bắt đầu cho mấy bé rồng vào trong amulet lại đi. Đó, về nhà mình sẽ cho ăn để chữa thương nha. Em rồng lửa nè, đi vô trong. Ê, đi vô trong em ơi. Và cuối cùng là em rồng lá thôi. Kế tiếp á, thì mình sẽ bắt đầu sơ thịt con rồng này cũng như là mang về nha. Mình sẽ lấy trước khoảng 3 lọ máu rồng đi, hy vọng là nó vẫn còn thừa ra vải. Ui vẫn còn lấy được. Lấy vải nè. Ui. Ủa 16. Ê, chưa để mình lượm coi được bao nhiêu. Ê cái vải đâu? Đây nè, được 33, dư sức chế tạo một bộ giáp rồng trắng rồi á. Và lấy thêm một lần nữa coi có trứng không nha. Ui một trái tim rồng là hết cơ hội lấy trứng rồi. Tiếc gì ta. Con rồng bự gì mà không có cái quả trứng rồng á. Mình đang rất là cần trứng rồng mà hoang dã luôn để ấp, nhưng mà nó không có rơi ra á. Thôi kệ đi, dù sao thì mình cũng đánh bại con rồng này rồi. Và đây cũng là một cái con rồng hoang dã hệ băng á, mà mình cùng mấy bé rồng đánh bại. Nó chỉ mới cấp độ 4 thôi, nên xác suất ra trứng nó cũng hấp á. Mình sẽ cố gắng tìm thêm vài con nữa trong cái khu vực băng giá này. Phía trên mình á là cả một cái đồi núi băng cơ, nên cơ hội tìm mấy cái hang rồng giống như vậy sẽ rất là cao. Và chắc bây giờ mình sẽ dịch chuyển lên cái ngọn đồi băng phía trên để khám phá luôn. Núi băng đâu rồi? Đây, núi băng đây. Đó, đây là một cái ngọn núi băng nè. Phía trên này thì mình để ý có rất là nhiều mấy cái con Yeti luôn á. Mà mấy con này thì nó hiền thôi, nó không có quánh mình đâu. Nè, đó, mình đứng cái... Ui. Giờ mình mới để ý bên đây có cái tổ tháp giống như của mình nè. Ui, nhưng mà hình như bên kia có tổ rồng thì phải. Ê, cẩn thận. Lại cười cười nó quánh mình chết á. Mấy con rồng giờ nó hung hăng lắm luôn. Thấy mình yếu nó chuyên gia ăn hiếp mình á. Và một cái tổ tháp Obsidian nữa. Ui, tổ tháp đã sắp tới, mình sẽ thử đánh bại coi trong đó có những món đồ gì nhá. Thường thường mấy tổ tháp vậy sẽ rơi ra rất là nhiều đồ xịn đấy các bạn ơi. được. Nhưng mà chỗ này spawn hơi lạ thì phải. Có đường vô nè. Ui, sao nó bị lủng rồi. Ý. Ê, chưa. Mình thấy nó giấu cái gì nè. Giấu đồ kim cương. À, thì ra còn giấu cả đồ kim cương ở phía trong này nữa. Lụm luôn mang về. Mấy đồ kim cương này mình không mặc, nhưng mà mình sẽ lụm về để đổi ra kim cương nha. Sử dụng nó sẽ xịn hơn. Rồi bên này thì có giáp sắt, giáp lưới các kiểu nè. Phía trong thì có mấy cái khối sắt mình có thể mang về. Mấy cái khối sắt ở nhà mình vẫn chưa có khai thác nữa, nên khi nào mình quá là bí đi á thì mình có thể sử dụng nó trong việc chế tạo luôn á. Trên này thì có khối sắt nữa nè. Và như tầng kế là khối kim cương thì phải. Chưa. Creeper. Loot bag thì mình sẽ lượm về đi. Cỡ gà mình đánh quái nó không có rơi ra nhiều loot bag các mọi người. Loot bag kiểu xịn như là Epic hay Legendary á, nó rất là ít luôn, nên không có nhiều cái để mở cho lắm. Đây có kim cương mình sẽ lấy về. Trời, có con quái đánh cái tối trời tối đất luôn á. Và tầng cao nhất thì nó sẽ cho mình khỏi Emerald. Vậy là xong rồi đó, mình đã lấy hết những cái khối có trong cái ngôi nhà kiểu như tòa tháp giống như vậy rồi.
mình ngồi canh trứng rồng lâu quá mà chưa thấy nó chuyển nghệ á, thế nên mình đổi hẳn sang một nơi khác. Và lần này mình sẽ tận dụng cái chỗ cao mà nó xuất hiện sẵn và cho một quả trứng rồng lên trên và chờ đợi thêm một lần nữa. Chỗ tòa tháp thì mình nghĩ tại nó hơi thấp á nên nó không chuyển hệ á các bạn ơi. Và chỗ này thì nó đã cao hẳn rồi nè, và sớm sớm đổi hệ đi chứ nãy giờ ấp 3 lần rồi đó chưa lần nào được hết trơn á. Và cuối cùng thì quả trứng đã chuyển rồi các bạn ơi. Trời ơi, giờ mình mới nhớ lại là trứng để ấp được trứng rồng mặt trời thì mình cần phải có cái đá phát sáng ở phía dưới cơ. Trời ơi, nãy giờ mình ấp chay không à, hàng gì không có chuyển hệ là phải rồi. Và giờ thì mình sẽ trèo lên trên đó nha. Hơi khó đây, không biết mình có lấy được quả trứng rồng đó mang về không nữa. Mà thôi đi, để ấp ở đây cũng được. Nhưng mà chịu khó phải canh giữ đàng hoàng, vì ở trên đó cao lắm. Lỡ mà bé rồng khi nở ra mà trượt chân té xuống á, thì mình không có lo được cho bé rồng đâu ấy. Thôi tạm thời thì ấp trứng rồng trên đó cũng được. Và điểm ấp thì mình sẽ lưu ở đây là rồng mặt trời. Đó, lưu màu cam đi cho nó khác màu với cái kia. Và remove cái điểm hồi nãy luôn nhá. Ấp 3-4 lần thì mới được. Remove điểm này và về nhà thôi. Nhưng mà nếu mình ngồi trên bé rồng thì có về nhà được không? Ui, không được. Về nhà có mình ha. Trở lại. Không. Tưởng đâu gớt khỏi bé rồng chứ. Rồi, về nhà chung nào bé rồng ơi. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong công việc ấp trứng rồng rồi. Giờ thì mình cần chờ đợi cho bé rồng nở ra từ quả trứng đó thôi à. Mình đâu đổ quá, việc ấp trứng rồng mặt trời mình cũng quên mất cách ấp nữa. Và hiện tại thì mình có một cái đầu rồng siêu bự nè. Ui. Ủa, mình mất cái đầu rồng kia rồi. Ui, mình mất cái đầu rồng cấp 5 rồi, không biết ai chôm nữa. Ủa, mình mất khi nào ta? Giờ mình mới để ý luôn á. Trong gương này làm gì còn cái đầu cấp 5 nào. Ui, còn nè. Ui, còn một cái đầu cấp 5 các bạn ơi. Và mấy cái đầu cấp 3 này chắc mình cũng sẽ đem ra ngoài để treo chơi đi. Cái đầu cấp 5 thì mình sẽ gắn một nơi cao hơn. Gắn ở trên kia. Đó, hai cái đầu rồng ở trước nhà. Gắn tìm hai cái cấp 3 ở hai bên cho nó ngầu hẳn. Ở đây một cái. Và ở đây một cái. Nhìn là biết nhà của người luyện rồng liền. Đầu rồng trước nhà quá trời luôn á. Hoặc là người ta sẽ hiểu nhầm là mình là thợ săn rồng á các bạn ơi. Gì đâu mà quá trời đầu rồng ở trước nhà luôn. Và mấy bé rồng này thì mình sẽ để ra ngoài nè. Và cho ăn để cho hồi phục lại nhá. Nhất là bé rồng rồng băng á. Bé rồng băng còn có 100 mấy máu à. Đây. Úi, hồi phục rồi. Bé rồng băng đã hồi phục đầy máu rồi. Còn rồng lá thì sao? Rồng lá không biết hồi phục chưa nữa. Mình sợ chưa á. Coi nào. Ui, rồng lá cũng hồi phục xong rồi. Vậy là ngồi bên trong cái amulet thì mấy bé đã ngồi tự chữa thương rồi các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần cho ăn thôi. Đây, cho ăn thịt heo nè. Ăn bò bít tết nha. Bò bít tết. Em này và cuối cùng là em rồng lá. Chiến đấu mệt mỏi thì cũng phải ăn ngon được thì mới hồi mau sức lực chứ. Và coi nào, trong này thì mình còn một quả trứng rồng moonlight. Để sắp tới mình sẽ up luôn cái quả trứng rồng moonlight này nhá. Hôm nay up có quả trứng mà cũng không xong. Up 3-4 lần mới được lận. Và mấy cái vải này thì mình sẽ để dành sắp tới và chế tạo thêm một bộ giáp rồng băng nữa. Và bên cạnh đó thì mình chỉ mang về được có một cái uncommon nè, với cái common loot bag thôi. Rất là ít luôn á. Với cả là mấy cái common loot bag trên này thì mình vẫn chưa kịp mở. Và để chứa mấy món này dễ dàng hơn á thì mình có một cái công thức khá là hay, đó chính là loot store thì phải. Đây, bag store chứ. Công thức của nó được làm từ những cái đá cuội nung thành đá nhẵn hả. Hình như nó cần đá nhẵn thì phải á, đá nhẵn nè, vòi sắt với một cái rương thôi, cực kỳ rẻ luôn. Đá nhẵn thì mình có thể tạo ra một cách rất là nhanh bằng cách là lấy cái cúp smelting. Ủa? À đây, smelting nè, mình sẽ đập cái này. Nó đập vác là ra đá nhẵn liền, không cần phải nung luôn á. Và như nó cần, để mình coi là công thức, cần tới 6 lần á, nên mình sẽ đào ra thêm. Đây, đủ 6 cục thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị thêm một cái rương. Rương thì mình có thể chế tạo từ gỗ đúng không? Đây mình sẽ lấy cái này, lấy cái cưa ra. Tại vì có cái cưa thì mới cưa ra được ván gỗ và làm một cái rương nè. Vòi sắt thì mình đã có sau khi nhặt từ mấy anh dân làng ở bên ngôi làng trên đảo. Ở đây hai vòi sắt.
Và giờ thì mình làm cái bát store thôi. Có cái này thì mình sẽ không cần phải có cái rương cồng kềnh để chứa nước bát nữa. Mình chỉ cần đặt xuống giống như vậy nè. Rồi cho hết nước bát vô trong thôi. Mình sẽ bấm nhanh cái coi được không. Đó, cho vô nè. Thì trong kho chứa thì đã có 17 đúng không. Mình cần chỉ cần lấy ra một cái như vậy. Hoặc là ấn đó, hình như ấn ship nó không ra nhanh các bạn ơi. Ủa nhưng mà kỳ vậy ta. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Cái này nó vừa chứa nhưng mà đồng thời nó cũng xóa bớt á các bạn ơi. Nè, giờ mình còn có 3 cái à. vậy thì hơi lỗ nha. Nhưng mà thôi kệ đi, mấy cái uncommon thì mình mất cũng không sao đâu, vì nó không có rơi ra đồ xịn á. Rồi giờ mình sẽ mở nốt 2 cái còn thừa. Và đẩy thì chưa. Mình nói rang mà, uncommon thì không bao giờ ra đồ xịn đâu. Ủa common không bao giờ ra đồ xịn đâu. Và tới uncommon thì hên xui. Đó, nó rơi ra một cái iron ring, một cái nhẫn sắt đó nha. Và nhẫn sắt này để coi có công thức gì không. Nhẫn sắt thì mình có thể trang bị vô thì phải. Để thử. Ủa không được luôn hả? Ủa gì chứ nhẫn sắt làm gì? nó không có công thức luôn. Iron ring. Nè nhẫn sắt nè. Ở chỉ có vậy thôi hả? mình chưa biết công dụng của cái nhẫn sắt làm gì. Thế nên mình sẽ tạm thời để nó ở đây đi. Khi nào mình biết công dụng thì mình sẽ sử dụng đến nó nha. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã chế tạo cho mình được một bộ sáp rồng lửa nè. Để chuyền đánh với những cái con rồng lửa. Hồi nãy biết gì mình cắt vải rồng băng đi, đánh nhau với rồng băng thì nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao thì cũng lỡ chế tạo rồi. Bên cạnh đó thì mình còn đánh bại một con Demonic Boss nữa. Nó rơi ra rất là nhiều món đồ cần thiết cho cái công việc sắp tới của mình á. Và ngoài ra mình cũng đã chuyển hệ thành công một bé rồng một mặt trời rồi. Sắp tới thì mình sẽ canh chừng và dẫn bé rồng mà mặt trời đó về nhà để sống chung nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.